Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng với cái mẫu gấp gọn ha. Cái mẫu xe này thì nói chung là đây là một cái mẫu xe rất là đa năng luôn. Có thể là người lớn cũng đi được này, các bạn học sinh cũng đi được ha. Và cái mẫu xe này còn có thể là gấp gọn bộ trong cốc ô tô. Rất nhiều anh chị em là hay đi du lịch này, đi về quê này, đi bằng ô tô á. Khi mình đến những nơi mà ô tô không đến được á, mình có thể là lấy những cái mẫu xe này trong cốc ô tô ra rồi mình đi lượn hàng ngày, đi làm đó, hoặc là các bạn đi học sinh đi học cũng rất là ok luôn. Mẫu xe này được cái là nó có thể là nâng in lên hạ in xuống nha anh em nhé, nâng lên hạ xuống để phù hợp với chiều cao của các bạn học sinh hay là người lớn của mình ha. Cái ghi đông này cũng có thể nâng lên hạ xuống được luôn anh em nhé. Đó, đây là một cái mẫu xe em thấy là rất là đa năng luôn, và mẫu xe này cũng có thể là đạp giống như một xe đạp bình thường. Mẫu xe này cũng khá là nhẹ nhàng này, đó, đạp rất là nhẹ nhàng luôn nhá, và có hỗ trợ đạp trợ lực luôn đấy. Và giá cái mẫu xe này thì có 6.500.000 đồng thôi, được miễn phí ship luôn anh em nhé. Còn anh em nào mà muốn cái dung lượng pin lớn hơn, đi xa hơn, cái mẫu xe này thì dung lượng tối đa của nó thì có bản nâng cấp lên đến 30A, thì một lần sạc thì anh em sẽ đi khoảng 100 cây nhé. Còn cái mẫu pin zin này á, nó chỉ có tầm khoảng 20 đến 25 km thôi. Đây là một bộ pin zin nhá, vì giá thành nó rất là rẻ rồi. Đấy. Rồi. Cái mẫu xe này thì động cơ nó là 400W nhá. Nếu mà tốc độ zin chưa mở tua nó sẽ đạt khoảng 25 km/h thôi. Nếu mà mở tua lên thì nó sẽ đạt khoảng 40 km/h anh em nhé. Đấy. Đây là mẫu xe mình thấy là rất là đa năng, khung sườn sẽ làm rất là chắc chắn anh em nhé. Rồi bây giờ em sẽ đi xít lại gần để quay chi tiết xe, xem là con này có cái gì anh em nhé. Đó thì ở đây là mẫu xe kiểu như đạp điện gấp gọn anh em nhé. Gấp gọn thì mình có thể là nấc hai nấc gấp này, gấp đây, gấp một khúc ở trên ghi đông này và một khúc ở khung này anh em nhé. Đó, mình gấp gọn bộ trong cốp ô tô. Đấy, bộ ô tô rất là dễ dàng luôn. Ngay cả những cái mẫu xe cốp nhỏ như là mẫu Kia ha, i10 á, Kia Morning hay i10 thì vẫn có thể là bộ gấp gọn được trong cốp nhé. Nó rất là gọn gàng luôn. Đó, anh chị em nào mà ở trong chung cư này rồi hay là ở trong hẻm nhỏ này, ở đây là một cái mẫu xe mình thấy là rất là đáng mua nha, và giá thành cũng rất là rẻ. Đấy, pin thì cũng có thể tháo rời đi mang đi sạc nhé. Đó, đây, mỗi cục pin thì mình cũng có một cái chìa khóa riêng để mình mở ha, mình mở pin ra để mình mang đi sạc này. Đó, cục pin cũng thay thế rất là dễ dàng. Giống như anh chị em nào mà muốn đi quãng đường xa hơn, dài hơn thì mình có thể là nâng cấp lên pin như là 13A hay là 20A, 30A, đó là tùy thuộc vào quãng đường mình đi ha. Mình muốn đi xa hơn thì mình có thể là đổi lên những cái mẫu pin lớn hơn. Đấy, đây, pin thì mình có thể là xách rời này, tháo lên mình mang đi nơi khác sạc anh em nhé. Đấy, có chiếc in sau ha. Con này thì nó sử dụng là động cơ 400W này, đi rất là mượt mà nhá. Đó, có thắng đĩa trước sau luôn ha. Đó, thắng đĩa trước sau này. Đó, có đèn còi. Đấy, khá là ok. Đối với những cái mẫu xe này thì giá thành này rất là hợp lý rồi. Đây, cái mẫu xe này thì có trang bị hai loại chìa khóa nhé. Đây là chìa khóa cơ và đầu mốt điều khiển từ xa. Đó, đầu mốt điều khiển từ xa thì mình có chức năng như là bật tắt xe từ xa này, rồi khóa chống trộm này. Đây, cái mẫu này thì nó đã nâng cấp lên đồng hồ LCD nhé. Còn một màn hình LCD này, bên trên này thì có những vạch pin này, còn bên dưới ở giữa này thì hiển thị tốc độ này, còn mình riêng là quãng đường đi. Đó, em sẽ test tốc độ cho anh em nhé. Cái mẫu xe này thì em đã mở tốc rồi này, mở tốc rồi thì nó sẽ đạt khoảng, đó, nó rất là nhanh nhá. Đó, mở tốc rồi thì nó lên đến hơn 50 km/h. Đây là vận tốc không tải anh em nhé. Đấy, nếu mà có tải thì nó cũng tầm 40, hơn 40 thôi. Đó, nó mở tốc lên thì nó đi rất là mạnh. Nếu anh chị em mở tốc lên thì nó sẽ cái lượng pin nó sẽ xả nhiều hơn và nó sẽ nhanh hết pin hơn. Còn nếu anh em là không muốn mở tốc thì mình sẽ đi quãng đường nó dài hơn. Đấy. Vỏ trước sau là 14 inch nhé, 14 x 2 x 2.125. Đấy. Vỏ này cũng là vỏ không ruột anh em nhé, vỏ không ruột luôn. Đó, có bàn đạp này. Đấy, và có hỗ trợ đạp trợ lực luôn. Một cái mẫu xe em thấy là đa năng, vừa có thể là cho người lớn đi và cũng bạn học sinh vẫn đi rất là ok luôn. Giá thành nó thì không có gì để bàn, quá rẻ rồi. Đấy, đây, bàn đạp thì cũng có thể gấp lại này. Bàn đạp này thì cũng có thể gấp lại anh em nhé, gấp lại để mình bỏ trong cốp ô tô nó đỡ chiếm diện tích hơn anh em nhé. Đó, Trọng lượng thì con này thì nó đạt khoảng là 25 kg ha. Trọng tải con này thì lên đến 150 kg. Đấy. Rất là ok luôn. Thì hôm nay em lên sóng để cập nhật thông tin giá cả cũng như là quay chi tiết cho anh chị em ha, mà đang cần một chiếc xe vừa có thể là phù hợp cho các bạn học sinh, cũng người lớn cũng có thể đi được anh em nhé. Mẫu xe này thì vừa có thể là bố trong cỗ ô tô, đi du lịch, đi chơi xa khá là tiện luôn em ạ. Có một số anh chị thì mua về bố trong cỗ ô tô hay đi du lịch á, giống như đi về quê, về quê thì có những cung đường nó nhỏ ha, mình không tiện đi ô tô thì mình có thể là lấy cái mẫu xe ra, lấy xe này đi ha, đi ra rất là tiện luôn em nhé. Hoặc là về mua về cho các bạn học sinh đi học, đi chơi hàng ngày rất là tiện luôn. Xe tổng trọng lượng khoảng 25 kg anh em nhé. Đấy, rất là nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Đấy, xe thì có thể là nâng lên hạ in xuống này, ghi đông cũng vậy luôn. Rồi thì giá xe này chỉ có 6.500.000 đồng thôi, miễn phí ship anh em nhé. Còn anh chị em nào muốn đi xa hơn, giống như một số anh chị em là hay mua về để làm sử dụng về những cái mẫu dịch vụ như là lái ô tô hộ, lái xe hộ, giống như anh chị em đang đi uống nhậu, đi uống rượu rồi ha, mà ô tô là cần có một người lái về thì cái dịch vụ lái xe hộ hoặc là đi cái mũ xe này cấp quản bộ cho ô tô và sẽ đi chạy xe mình về nhà ha. Ở cái dịch vụ nó thì cũng khá nhiều anh chị em quan tâm đến cái mẫu xe này. Rồi anh chị em quan tâm thì có thể inbox số Zalo trên hình nhá, hoặc là anh em ở gần Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé đến trực tiếp cửa hàng là 121 đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để xem xe trực tiếp nhé. Ở bên có ship xe toàn quốc luôn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.